Máy trộn thức ăn chăn nuôi 3A 5,5kW loại trục ngang là một sản phẩm mới thuộc dòng máy trộn nguyên liệu của công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú. Với thể tích thùng trộn lớn, nguyên lý trộn nguyên liệu bằng chuyển động của các cánh xoắn, chiếc máy này có thể dễ dàng trộn được số lượng lớn nguyên liệu một cách nhanh chóng, giảm tiêu hao điện năng và nguyên liệu một cách tối đa. Máy trộn thức ăn chăn nuôi 3A 5,5kW loại trục ngang hoạt động bằng động cơ 5,5kW, có tốc độ động cơ sau giảm tốc là 50 vòng trên phút, nguồn điện 380V. Máy có kích thước, chiều dài đạt 2.500mm, chiều rộng 1.100mm, chiều cao 1.500mm. Automat khởi động và công tắc đảo chiều được gắn ngay trên khung máy, tiện ích và an toàn hơn cho người sử dụng. Thùng trộn của máy lớn với kích thước 1485 x 640 x 815mm cùng cánh xoắn to khỏe giúp quý vị và bà con dễ dàng trộn số lượng lớn nguyên liệu chỉ trong thời gian ngắn. Công tắc đảo chiều giúp đảo chiều quay của trục trộn. Máy có bệ đứng giúp người sử dụng dễ dàng đổ nguyên liệu vào thùng trộn. Nắp thùng trộn chắc chắn, phễu nạp có các song sắt bảo vệ để cao tính an toàn cho người vận hành cũng như tránh được các sự cố ngoài ý muốn như có vật lạ rơi vào thùng trộn. Thiết kế đáy thùng trộn hình cung, cửa ra sản phẩm tại đáy giúp nguyên liệu trộn dễ dàng hơn, đều hơn và tránh được tiêu hao nguyên liệu tối đa. Máy được chế tạo hoàn toàn bằng thép chắc chắn, trọng lượng của máy lên tới 400kg. Quý vị và bà con lưu ý, dây điện để máy hoạt động cần sử dụng loại dây cáp đồng to, khỏe, loại 4x4, bà con nên nối dây vào một cầu dao riêng. Để máy trộn hiệu quả, không cho quá ít nguyên liệu hoặc quá đầy nguyên liệu vào thùng trộn. Trung bình, mỗi lần máy có thể trộn từ 130 đến 150kg nguyên liệu trong thời gian từ 5 đến 10 phút. Để vận hành máy, các bạn bật công tắc khởi động máy, sau đó cho dần nguyên liệu vào thùng trộn qua phễu nạp, các cánh xoắn quay tròn và trộn đều nguyên liệu. Máy sẽ trộn đều các loại nguyên liệu thành hỗn hợp thống nhất theo yêu cầu sản xuất, chế biến của người sử dụng. Các nguyên liệu thường dùng là các loại nguyên liệu khô hoặc nguyên liệu dạng ẩm. Sau khi máy trộn được khoảng 5 đến 10 phút, tùy loại nguyên liệu, kéo tấm chắn ở cửa ra sản phẩm để lấy nguyên liệu từ thùng trộn. Quý vị và bà con lưu ý, số loại nguyên liệu cũng như tỷ lệ trộn nên thực hiện theo công thức mà quý vị và bà con muốn áp dụng. Ví dụ như trộn nguyên liệu để ép cám viên, ép cám nổi, trộn nguyên liệu để ủ chua hay để đun nấu. Tùy theo đồ chứa nguyên liệu, người sử dụng mở cửa ra to hay nhỏ. Khi đồ chứa đầy có thể tạm thời đóng tấm chắn lại để có thời gian chuẩn bị đồ chứa tiếp theo. Cách khắc phục sự cố thường gặp. Máy dừng đột ngột khi đang hoạt động hoặc khi cánh xoắn không trộn được nguyên liệu. Đây là biểu hiện của việc máy hoạt động quá tải hoặc nguyên liệu trong thùng trộn quá nhiều, quá nặng. Lúc này người sử dụng chỉ cần mở cửa ra sản phẩm để bỏ bớt nguyên liệu ra khỏi thùng trộn. Trước và sau khi sử dụng, nên vệ sinh thùng trộn và máy để làm bền máy và đảm bảo chất lượng nguyên liệu được trộn. Việc vệ sinh máy rất đơn giản, người sử dụng cần để máy đẩy hết nguyên liệu ra ngoài rồi mới tắt máy, sử dụng chổi quét sạch nguyên liệu trong thùng trộn. Trong trường hợp các bạn dùng máy để trộn nguyên liệu ẩm, sau khi tắt máy, các bạn dùng vòi phun nước để rửa sạch thùng trộn. Cách bảo trì máy nên thường xuyên kiểm tra và bôi mỡ vào các khớp nối xích của máy, thường xuyên kiểm tra lượng dầu trong hộp số, thêm dầu vào hộp số nếu thấy hết dầu. Người sử dụng cũng nên bơm mỡ vào gối ổ bi định kỳ từ 4 đến 6 tháng. Đặt máy tại nơi có mái che để tránh tác hại của mưa nắng với động cơ và máy.